Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Con lạy chín lên trời để mười phương chư Phật mười phương, con lạy Phật Thích Ca Mâu Ni, lạy Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Cổ Hiền Bồ Tát. Con cung thỉnh lễ Hòa Nghiêm Tam Tánh, con cung thỉnh lạy Ngài Kiều Trấn Như, lạy Ngài Ác Nan Tôn Giả, lạy Ngài Ca Diếp Tôn Giả, lạy Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả, lạy Ngài Yêu Ba Ly, lạy Ngài Xá Lợi. Con đội ơn thập đại đệ tử chư Phật về đây hộ pháp, Hoằng Dương giáo pháp trùng hưng thập đại. Con đội ơn Tây Phương Tam Thánh đại Đức Phật A Di Đà, lạy Quán Thế Âm Bồ Tát, lạy Đại Thế Chi Bồ Tát. Con cung thỉnh đại Đông Phương Tam Thánh Đức Phật Giáo Sư Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Còn đội ơn Thiền Long Bát Bộ Hộ Pháp Kim Cang Tứ Đại Thiên Vương Ngài Bì Đào Điều Diện Đại Sĩ, đội ơn chư tiên giáng ngự nơi đây, lệnh mùa vua trời đạo lợi đồng xuất về đây hộ pháp thường trụ tam bảo, chư tiên thần thánh Việt Nam quốc nguyện đem công đức này hồi hướng cầu thế giới hòa bình, nhân dân thế giới sống an lạc hòa bình, nhân dân Việt Nam sống an lạc hòa bình, bệnh dịch tiêu tan. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho hương linh thất tổ kỳ huyền Bách Gia Trăm Họ và các hoàng gia trái chủ hương linh y thủ thảo mộc hương linh thất tổ kỳ huyền họ Nguyễn Khắc, họ Nguyễn Văn, họ Nguyễn Như, họ Nguyễn, họ Bùi, họ Phạm, họ Trương, họ Vũ, họ Hoàng, họ Chùa, họ Trần, họ Cấn, họ Đạt, họ Doãn, họ Đoàn, họ Đinh, họ Lê, họ Hà, họ Cao, họ Kiều Khẩm, họ Đăng, họ Đỗ, họ Chử, họ Phùng, họ Khuất, Bách Gia Trăm Họ, Yên Chùa, chủ thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ a sa Phật Phất nơi đây và các hoàng gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp cũng như hiện tại hữu hình và vô hình, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng thành cõi cực là có nó mà nề báo mê ôm a di đà phật 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 A Di theo tự tánh làm lành cùng pháp giới chúng sinh cầu và từ gia hộ tâm đồ đề kiên cố chi đồ ở cũng bền sao để cầu ngôn mê chóng quay bờ ra. Nam mô hương cúng giảng bồ tát, nam mô hương cúng giảng bồ tát, nam mô hương cúng dường bồ tát. Đấng pháp vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người cha lành chung bốn loài, quy chọn một niệm xuất sạch nghiệp ba kỷ xưng dương cùng tán than ức thiết không cùng tận là Phật chúng sanh ánh tường dẫm lặng đạo cảm thông không thể nghĩ bản, lưới đế châu vĩ đại tràng mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời chất bảo tọa thân con ảnh nguyện cúi đầu xin thể nguyện quy chí tâm ảnh lễ tất cả đức Phật là ba đời thường trụ trong mười phương. Pháp là phương thuốc diệu thay chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sinh, như bằng trăng sáng lung linh soi đường ra khỏi u minh mê mờ. Chí tâm đảnh lễ tất cả ôn pháp ba đời thường trụ trong mười phương. Tăng là những bậc chân tu biết đời huyễn động dã từ ra đi, thấm nhận trí tuệ từ bi độ người thoát khỏi tham si khổ sầu. Chí tâm đảnh lễ tất cả hiền thánh tăng ba đời thường trụ trong mười phương. Tán dường giáo pháp pháp Phật cao sâu rất nhiệm màu, trong ngàn môn các pháp tình cầu nay con nghe thấy trên trình đồng nguyện tỏ như lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Đại Phát Tạng Bồ Tát, nam mô Đại Phát Tạng Bồ Tát, nam mô Đại Phát Tạng Bồ Tát, nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, nam mô hội thượng Phật Bồ Tát. Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn tu lệ tu lệ ma ha tu lệ tu tu lệ sa bà ha tu lệ tu lệ ma ha tu lệ tu tu lệ sa bà ha tu lệ tu lệ ma ha tu lệ tu tu lệ sa bà ha tịnh ngôn tu đa lệ tu
mới có thể thế hội như vậy thành vẫn sống với ý thức tình lăng nghiêm chỉ tháng sáu căn là bồ đề niết bản thanh định diệu tường bản tay a nan kỳ nắm kỳ mở thánh thấy bất động thánh trường vẫn động để hiển văn căn thường thủ chẳng dùng lời lẽ phát huy để người học tự nhận thẳng thấy tôi vẫn là cho có thấy nghề tính vẫn là có nghề hết thảy sắc dương đều là quáng sáng ở mắt hết thảy âm thanh đều là hư vọng ở tai cho nên tâm tánh là thực thân của vạn vật là ảo ảnh hiện trong tâm tánh vậy nên thân tâm huyền cùng diệu cực há có lìa đường tánh tây sắc nghề thành a lại ra chính là Như Lai Tạng a lại ra chính là Như Lai Tạng nghĩa là cực gần cực rõ mà chúng sanh có hiểu khó tin đến nỗi Phật tổ chẳng dám tưởng khai diễn bởi vì chân vả đi chân dễ bọc mở nghe tên a lại ra liền cho là vô minh thể đi tìm những nguyên diệu huyền ở tận đâu đâu nào chịu nhận việc sờ sờ ngay tại thân mình chẳng biết rằng nguyên diệu nguyên mình há không phải là chánh pháp nhãn tạc bản thường bản tình há chẳng phải là niết bàn diệu tâm lìa thánh thể này tìm đâu có huyền diệu khác còn kẻ mê chấp là chân tuyệt đối tỷ hư hư cố chấp tịnh thường là bản thể bỏ hết tu chúng cũng có vị mới được nhân không đã tự cho là đủ đâu có biết cần kết chưa tiêu làm sao thoát được tình giới để hết khổ sanh diệt chưa diệt làm sao thoát được khí giới để chứng biển thầm tật giống hệt kẻ thư hư ôm chặt quặng vàng chẳng chịu luyện đúc nên chẳng bao giờ có vàng tật để sai cam chịu nghèo cũng ngồi lì ở hóa thành mà cứ tưởng đã tới bảo sở vì thế ở các kinh luận khác phần tổ ít khai diễn về cái thức thứ tam vừa chân lại vừa phi chân sợ rằng chúng sanh cố chấp dễ sai lầm thế thì những ai may mắn không được học lăng nghiêm nên mau mau nhận lấy căn tánh mau cầu giải kết như vậy mới là nắm được ý chỉ Như Lai đã khai thị rằng chúng sanh vốn có chân tâm bản lai diệu định từ nhãn căn thay gần quán tâm bạn pháp lại khiến biên ngộ rồi bạn hữu chung một Như Lai tặng tánh dù chưa tu ai cũng sẵn có diệu thể lăng nghiêm chỉ cần dạy họ tỏ ngộ biển tánh này lấy đầu làm biên tâm nhập xứ nên biết rằng kinh này minh bạch chỉ tâm tại căn định này khác hẳn các định vì đây là tự tánh bản định vì kinh có dạy sa ma tha chỉ và dạy vi bát sa na quán nhưng đây là phương tiện bước đầu để thay mê ngộ tánh chớ không phải tâm chỉ của kinh là dùng ý thức để suy ngẫm quan sát hỏi chẳng thành hiện lượng chứng ngộ thì truyền bá kinh này ích gì đã có thể khiến phần lớn các bậc trung thượng căn thành chân tỷ lượng phát đại giải ngộ làm thắng nhân duyên do hiện lượng chánh ngộ có thể khiến một phần nào các bậc thượng thượng căn sẽ thành hiện lượng chứng ngộ đây là nói về mặt thế chớ tâm môn thời xưa thì nghe kinh ngộ hồ nhập đông bồ số
quyết định đặt trọng tâm bảo nhĩ căn liên thông từ nửa quyển bốn về sau thánh viên trạm bồ xanh bất diệt được nêu cao trong đệ nhất nghĩa là tánh của văn căn tánh thấy tánh nghe bốn một thể ở trên mười lần hiện thức của tánh thấy tức là đồng thời đã hiển đức của tánh nghe như ngài A Nan nói nếu thấy nghe ắt chẳng sanh diệt chỉ có điều là tánh thấy chủ nhân ông đứng nhìn vạn vật sanh diệt tánh thấy bất động việc này dễ nhận nên dùng tánh thấy để khai thị chân tâm còn tánh nghe qua vách cũng nghe thông trước sau trên dưới đều nghe viên nên dùng để tu nhập đầu kinh phá thức chính để triệt bỏ đệ nhất chướng ngại của viên tâm chẳng xả bỏ thức tâm không thể nhận được căn tánh còn mây tụ làm sao thấy mặt trăng bốn qua bảy đại cho đến ba như lai tạng bản thể đều là căn tánh ngoài ra tuyệt đối không có chi khác người tu viên thông cần thâm tín điều này để biết rằng phản văn thống lãnh cả bạn hữu mười pháp giới hoàn toàn nhất dân khai thị bản phụ vạn tánh ở đầu kinh là để mở lối cho viên thông pháp môn đẳng và diệu bồ đề về sau là cứu cánh của viên thông kinh lăng nghiêm nửa đầu toàn nói về tạng tánh để khai phát viên thông nửa sau toàn nói về viên thông để tu chứng tạng tánh đến khi phá trừ năm ấm phân biệt năm mươi mà mỗi mà vật đều nhắc nhở đây là xa lìa viên thông quay lưng lại niết bàn như thế toàn kinh lăng nghiêm chỉ dùng hai chữ viên thông để nêu tạng tánh trong kinh Phật gọi là viên thông là sơ tâm phương tiện điều này mở ra nghi ngờ có lẽ còn phải có lão tâm phương tiện nào khác nữa mới là thâm tu gọi là sơ tâm vì viên thông này công mãn mới chứng sơ trụ gọi là phát tâm trụ kinh Hoa Nghiêm nói sơ phát tâm liền thành chánh giác lại nói sơ tâm và cứu cánh hai thứ chẳng khác nhau hai tâm như vậy tâm trước khó phát sơ tâm ở đây quả vị không nông cạn viên thông thấu triệt tới vị cứu cánh người cầu đại định nghiên cứu kỹ nhĩ môn tu pháp cố sức thực hành mảy may không rời căn bản bồ đề mới hy vọng đạt quả lác đác nhặt hoa tử A Nan phận đầu hỏi về sa ma tha tam ma và thiền ma người dịch để nguyên chữ bạn không chuyển sang tiếng tàu có lẽ muốn để các bậc trí giả căn cứ vào văn kinh trước sau so sánh với các kinh khác mà từ luận định ra ý nghĩa căn cứ vào lời A Nan ân hận học nhiều mà vẫn sai lầm thì rõ cái tình xả giải cầu định A Nan đặc biệt thỉnh cách tu hành của mười phương Phật thể hiện rõ cái ý chán quyền theo tận điều thỉnh cầu ấy rất thoát là diệu định viên dùng nhất thừa cõi ta bà chỉ có nhĩ môn là viên thông như lai đã bí mật chỉ nhĩ căn là đường duy nhất vào niết bàn của mười phương bạc và phạm văn thù chọn nhĩ môn cũng nói rõ đây là nẻo
nẻo biết bàn của vì trần vật giới lại nói thêm đây là tham tu chung của cả ba đời Như Lai Nhĩ Môn cũng chính là pháp thông thường. Người nông cạn kẻ thâm sâu đều có thể tu tập tiềm tâm đồng thuyết pháp, phá vọng tâm chỉ diệu kiến bốn quả thuyết mình tánh thường trụ bảy tại thể hiện hiển tánh châu biến đều rõ tam tạng. Ở đây mới bàn về diệu lý chưa khai hành vô lý tánh chưa tỏ giải ngộ chưa pháp, còn phải đủ cách đoạn nghi trăm phương khải giác uyển chuyển dẫn dụ thế mà đường cơ còn nửa tin nửa ngờ chợt ngộ chợt mê biện luận sắc bén đến bốn quyển rưỡi càng vào sâu càng vi diệu lý này mới trọn vẹn sáng sủa bắt đầu thành giải ngộ. Tới khi viên giải đã khai chánh tín đã định đường cờ thỉnh pháp tiến tu Phật mới đặc biệt chỉ diệu môn nhĩ căn để nhập lý. Lý thể tánh cụ của ba Như Lai tạng là cái thể vô phân biệt thấy sắc nghe hành trong sáu căn hiện tiền của chúng sanh. Đầu tiên Phật phá sáu thức cấm dùng tư duy huyễn tưởng, rồi co ngón tay giơ nắm tay để hiện tánh thấy vô phân biệt tánh động ở nhãn căn hiện tiền là tâm. Đây là phương pháp để hội chứng ai nấy tự nhận ra mình. A Nan tự kể như đứa trẻ mất sữa này lại thấy mẹ hiền, đã thấy đức mẹ còn cần gì đến hình vẽ, còn phải quán tưởng gì nữa. Bà Như Lai tạng là thực lý do xoay vần thâm nhập vào chỗ thâm diệu viên dung. Bản thể chính là tánh thấy được chỉ ở đầu kinh, ví như con sư tử bằng vàng bị chát bùn hoàn toàn không một chỗ hở, người ta yên trí đây là con sư tử bằng đất. Một bậc thầy muốn chọc trò thấy thật giá trị của sư tử bèn chùi kỹ con mắt thể vàng hiện rõ, mọi người vui thích xin chùi nữa, cuối cùng toàn thân sư tử đồng màu với con mắt. Bà Như Lai tạng cực khai hiển viên dung toàn thể đại dụng cùng với tánh thấy ở căn không khác. Sa Ma Tha dạy lãnh ngộ Như Lai tạng tánh định bản hữu, Ta Ma dạy thâm nhập, Thiền Na dạy cách trụ trì tu chứng, trước sau cùng một vạn tánh không chi khác. Quyền giáo dùng thức tâm, Phật giáo dùng căn tánh. Chúng sanh quay lưng lại niết bàn, chìm đắm trong sanh tử hoàn toàn do si mê. Kinh Viên Giác nói nhận rằng năm ẩn tứ đại làm thân duyên, trần phân biệt lấy nghiệp ban duyên lấy làm âm. Lầm về thân còn dễ thấy, lầm về tâm thì chẳng những trời người mà hàn nghị thừa sắc thế. Quyền giáo Bồ Tát vẫn chưa thoát khỏi sáu thức, đây gọi là dùng tâm sanh biệt làm nhân tu, rốt cuộc chẳng được quả thường trụ. Diệu chỉ của Lăng Nghiêm đâu phải chỉ những chỗ sâu xa mới khó tìm khó hiểu. Ngày tiết ban đầu phá thức nhiều người thân thở to dự, chẳng thể tìm hiểu dứt khoát, lầm lẫn mập mờ chẳng thành lý giải rõ ràng. Toàn hỏi A Nan vì sao dốc ra, A Nan thưa vì thấy tướng nào tâm suy nghĩ sanh cửa thích mà dứt bỏ tâm trọng ái ân ái. Đây là thức tâm thắng thiện, riêng thức có tội duyên trần phân biệt còn kiến tình. Bạch tịnh vô ký như gương soi, không phân tích tác dụng thắng thiện của thức tâm duyên sách. Hướng vận mà xuất ra phá nhẫn thức, như người này nghe pháp là duyên âm thanh mà có phân biệt phá nhĩ thức. Nếu duyên âm thanh mà nghe pháp thì chỉ được pháp duyên, không được pháp tánh phá thức nghe pháp lãnh ngộ. Đầu diệt hết kiến văn chi giác,
chỉ giữ một u nhàn cũng gọi là phần biệt pháp trần ảnh sự, đây là tâm chỉ tán nhập tịch. Những người tu học hiện tiền vì đã được chín thứ đại định mà vẫn không thể lậu tận thành a la hán đều do lầm chất vọng tưởng này là tâm tánh phá tâm tổ chứng xuất thế công dụng thắng thiện, làm sao phá hủy đây công dụng ý phá hủy thắng thiện mà chỉ nói sự thật tức là hư vọng phải xa lìa. A nan bực bội, nó không phải là tâm con thì là cái gì? Nó là tưởng đến tướng hư vọng của tiền dân thì nhận sắc làm con nên mới bị luân chuyển. Những thắng thiện này mà không tiến thì vọng thức đã được nhổ tận gốc. Hoặc nỗi chúng sanh từ vô thủy vẫn nhận đây là tâm tánh mình nên rất khó xả. Dầu như lai cực lực đã phá họ cũng chẳng thể quyết định. Dừng rằng rồi buông thôi đâu lại hoàn có từ đầu kinh Phật đã hết sức bài xích thức. Nếu rõ nó không có thật thể a nan hồ nghi tiếc rẻ cố gượng biện luận trở đi trở lại đến đây mới im lặng dấu hiệu của sự cưỡng nhận. Kính Lăng Nghiêm dùng cả hai ngôn phương tiện và bình đẳng phương tiện là ý quyết sạch chọn lựa dứt khoát bình đẳng là ý phổ dung chánh báo ý báo không ai toàn vọng tức trần ban đầu phá tức toàn vọng dần không cho dùng vì thức là ăn dễ sanh tử. Đây là phương tiện nhập viên sau khi chúng sinh đã chịu buông tâm thức để sống với căn bản bồ đề rồi. Không nấu phát mồng có cơm ăn nữa đến bốn qua bảy đại thức tâm được gọi là Như Lai Tạng. Bởi vì pháp không được mất mê ngộ tại người tỉnh ra thì vọng tưởng bèn là chân tâm thức chẳng khác tâm, tâm chẳng khác thức, thức chính là tâm, tâm chính là thức. Nếu đàn thì quyết sạch mà lấy ý bình đẳng ở phần sau dung và chân vọng, gốc của vọng sẽ kiên cố, việc chân tu sẽ mãi mãi bê tắc. Nếu đàn đi phổ dung mà lấy ý phương tiện, thêm xương trên quyết rằng thức tâm phân biệt là tâm tam động thế thì trở thành câu lệ. Mất lối viền tâm thuận theo ý chỉ của Phật thở dụng hợp thời thì ai môn hỗ trợ cho nhau. Nếu tạp loạn thì ai môn trái ngược nhau. Vì thức thì thể mà tạng tâm nhưng hiện tại trong mê nó vẫn là cội dễ sanh tử. Không phá trừ sự tu hành sẽ rối loạn. Thức thì là gốc vọng nhưng một phen đã tỉnh ngộ ai còn sợ hãi giấc mơ Phật dạy. Thế là do tâm chớ không phải mắt tánh thấy là chân tâm nhưng a nan vẫn căng căng chẳng nhận làm sao biết nó là tâm con. Nếu thấy là tâm thì thân tâm hiện tại là vật thì tâm vô tranh không diệt khác gì. Mình thế của ngoại đạo nghi tình chân sở bất định. Như Lai cặn kẽ giải thích ông mới chịu lãnh ngộ diệu chỉ. Diệu tánh trong căn chính là Như Lai tạng mang vọng là kiến tình minh nguyện. Trừ vọng là diệu tịnh minh tâm thể cực màu nhiệm nên gọi là tình. Dụng thưởng linh sáng nên gọi là minh vì còn hai vọng kiến nên chưa diệu. Chớ không phải bỏ thứ này được thứ khác. Phân biệt quyền và tận có nhiều nhân duyên nhưng tâm là chính. Tâm đúng vì mọi thứ đều đúng, tâm sai thì tất cả sai. Do lìa trí hợp mới tức mà thành cổ. Từ vô thủy phá
tháp rơi Thanh Hải đã bề nên gọi là Thông Hải. Có bảy chuyển thức Phật thì cơ nghi thì thiết quyền giáo tạm thời cứ để người tu sống với cái tâm sai lầm vọng tâm có lầm dụng ác thiện bất động tiểu đại Phật dạy chuyển tâm có lầm trình độ một nhân thừa kiến lìa khổ tam đổ hai thiên thừa chuyển tán động thành bất động được tăng thượng phước báo ba chuyển chấp có ngộ lý công chứng tiểu quả ra khỏi luân hồi đại thừa thủy giáo vẫn dùng tâm sanh diệt tu lục độ năm tới thời pháp hòa mới phế quyền lập thật nhưng còn vì tốn sức bạn nghi sanh đến chẳng rảnh để bàn kỹ về thức và tâm lăng nghiêm phá thức hiển căn là truyền thọ tâm yếu viên thật phải biết thức hải chính là tánh hải chỉ vì đeo vô minh nên gọi là tánh gọi tánh là thức bỏ thức thì chẳng sao thấy tánh toàn kinh lăng nghiêm lấy việc này làm yếu nghĩa trừ vật khác miệng đồng lời sanh tử luân hồi niết bàn giải thoát đều ở sáu căn không chi khác đà la vì thế thức tầm khí thành dòng thác thần vì chân sợ mê ta thường thẳng khai diễn đà la chính là nghiệp thức thân thể vì thế hòa hợp với dòng thác vọng tập kẻ nông cạn dễ mê khó ngộ muốn khai thị phải đả phá phần hư vọng và hiển rõ phần chân thật tâm chỉ kinh lăng nghiêm thật sự vô cùng vĩ đại bà nhà bát nhã bà mật đa quán tự tại bồ tát thành tâm bát nhã bà mật đa thời giới kiến ngũ ẩn giai tâm đồng nhất thiết tổ ách xá lợi thử sắc bất dị không gom bất dị sắc sắc tức dị không gom tức dị sắc thọ tưởng hành thức diệp phục như thị xá lợi tử tỷ chi không tướng bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm thì cố không trung vô sắc vô tạo đường hành thức vô nhãn ni thể vô đại nhân vị xuất phát vô nhãn giới đại chi vô ý thức giới vô mình trời vô mình tạm đại chi vô lão tử tạm vô khổ tập diệt đà vô bồ đề tác giả hi bát nhã ma la mật ta cố đắc a lộ ta la tam nhập tam bồ đề cố chi bát nhã ma la mật ta thị đại đồng chú thị đại minh chú thị vô thượng thượng chú thị vô đẳng đẳng chú năng từ nhất cần đạt bát từ cố kết bát nhã bà la mật đa thức thu tuyết nhất đền đê bà la ích đê bà la tăng ích đê bồ đề tát bà la ma bát nhã bà la mật đa ích đền đê bà la tăng ích đê bồ đề tát bà la ma bát nhã bà la mật đa ích đền đê bà la ích đê bà la tăng ích đê bồ đề tát bà la ma bát nhã bà la đền đê bà la ích đê bà la tăng ích đê bồ đề tát bà la ma bát nhã bà la mật đa ích đền đê bà la tăng ích đê bồ đề tát bà la ma tụng kinh nhận Phật là hạnh tốt lành vô biên bất đức sống thành chúng sinh nguyện cho tất cả âm linh này đều tỏ độ bằng kinh diệu quyền được tiêu ba chấn bão biển được nguyện chính thể phá thể vô minh được đều lên nhạy lành vô tất tận tinh tấn là nguyện sanh khói tịnh siêu phàm ma sanh chín phẩm là hàm mẹ cha ba nở thế Phật làm ra vô sinh chứng ngộ bằng ta thánh nhìn được đem công đức thiện tiền hướng về khắp cả các miền tận gia văn thật ông bà chúng sinh giác ngộ hồ tràng hoa hôm nay ngày lành tháng tốt ngày bồ tát tiền phật tử ông đến con nguyện đem công đức này hồi hướng cho hương linh thất tổ cầu nguyện nguyện cầu thế giới hòa bình nhân dân thế giới an lạc nhân dân Việt Nam được sống trong an lạc hòa bình bệnh dịch tiêu tan nguyện đem công đức này hồi hướng cho hương linh y thủ và ngọc hương linh thất tổ cầu nguyện bảo họ nguyễn các họ nguyễn bàn họ nguyễn như họ nguyễn họ bùi họ phạm họ trương họ vũ họ hoàng họ thu họ trần họ tấn họ đặng họ giám họ đoàn họ đinh họ lê họ hà họ kha họ cầu khổng họ đăng họ đỗ họ trừ họ cùng họ phất bắc mai tâm họ tiền thủ hồi thủ tâm như là cô hồn ngọc về tha mạng vẫn nơi đây và các hoàng gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp các hương linh di thủ tạo mộc hương linh chiến sĩ đồng bào tử nạn là chiến sĩ hy sinh đồng bào tử nạn nhất tâm hôm nay về đây thính pháp nghe kinh cúi đầu đảnh lễ người đứng trước người đứng sau ngay ngắn chỉnh tề cúi đầu đảnh lễ nam mô cầu pháp môi từ phụ a di đà phật thế tôn nguyện vãng sinh
Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam mô cầu sám hối từ phụ A Di Đà Phật Thế Tôn, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam mô cầu sám hối phụ A Di Đà Phật Thế Tôn, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Quốc. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát, Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát, Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát, Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam mô Văn Thù Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô các vị nghe tôi đây cùng các hướng linh nha. Hôm nay nhất tâm về đây nghe Phật tính pháp nghe kinh, xin đừng quy tam bảo tự quy Phật đương nguyện chúng sinh thì theo đặc hạ phát lòng vô thượng, tự quy pháp đương nguyện chúng sinh đâu đó kinh đẳng trí huệ như hải, đương nguyện chúng sinh thống đế đại chúng tất tài thì vô ngại và nam thánh chúng nguyện trí thử công đức phổ cập ơn nhất thiết tha đẳng sinh giai cộng thành phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam mô 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 A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam mô 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 A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam mô 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 A Di Đà Phật, Di Đà Phật, Nam mô A 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 Di Đà Phật, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, 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 Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán 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 Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, 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 Nam mô A Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, 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 Nam mô A Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, 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 Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.